thì ok lát thôi quý vị sẽ ở lát Trung Quốc Huy tết Trung Quốc Huy cho Dũng 500 quý vị anh nhớ. Huy Đức cho nhiêu phải không 1.500 đồng. Còn chị hai sao? Chị hai nào? Chị hai hả? Ừ. Chị cho một cái đồng hồ 1.200 đồng. Nhưng mà để bán đấu giá thì quý vị. Để cho đồng tiền nó lớn lên quý vị yêu thương Nguyễn Tân Dũng nhá. Các giới nghệ sĩ nào nhưng giàu mà, có làm ơn ủng hộ đi. Nhưng mà không phải là đấu giá ngày hôm nay bởi vì khi mà mình chỉ biết khi mà mình hát mình cái chương trình nó đang sinh động nhưng mà mình đấu giá cái nó bị chậm xuống. Đúng rồi nó bị xì để, đúng rồi mình để cái xuống. Ngày riêng để do ngày đó riêng. Là sẽ là cái ngày khác ngày riêng yeah. Quý vị nhá nhờ cái đồng hồ rất là đẹp quý vị. chắc chưa đứng đây em lấy đem tại vì là cái này á thì là với cái tấm lòng tại vì Tiến Dũng nó rất là cần những cái sự mà hỗ trợ cho pháp lý quý vị nhá. Ở Mỹ này á cái tìm luật sư á, mỗi lần mà gặp để luật sư á nó rất là tốn kém cho nên là sự ủng hộ của giới các bạn bè anh chị em ở tại hải ngoại mà cả ở cả Việt Nam thí dụ như vậy quý vị thấy những công việc chúng ta cần nên làm chúng ta làm cái đó để bảo vệ cái lẽ phải bảo vệ cái pháp lý cho người tiêu dùng thì chúng ta sẵn tấm lòng đó tất cả mọi người không ai kêu Tiến Dũng nhưng mà Tiến Dũng vẫn làm vì cái lẽ phải quý vị à cho nên là hôm nay đó là vợ chồng tôi từ ở tiểu bang khác cũng qua đây anh xã ông xã qua đây honey come over here say hi with people đó anh này ông xã tôi là John rất là ủng hộ là đưa vợ qua đây tiểu bang bên này rồi ông xã cũng tặng cho Nguyễn Tiến Dũng cái đồng hồ trị giá là 1.200.000 để bán đấu giá cho việc kiếm tiền thêm để cho đủ cho Nguyễn Tiến Dũng mà làm pháp lý quý vị nhé. Đấy, cho nên là để em Nguyễn Tiến Dũng sẽ qua đây và sẽ cho quý vị biết thêm tại vì đây là money cái tiền đồng tiền này là đồng tiền mà ngân hàng quốc gia Việt Nam quý vị nhé. Tiền này trước năm 1975 quý vị à. Ôi mình thích lắm, mình muốn giữ làm một cái kỷ niệm. Làm kỷ niệm cho mình. Tiền này là mấy chục năm rồi quý vị nhé. Đã cả gần trăm năm rồi. 100 year before you know 1975. Nguyễn Tiến Dũng hit for me. Ok. Đây nè. Đây là bác sĩ Trọng Võ cho cái gift 200 đồng để lát sổ số. Nếu mà ai mà mua vé số, không có mua quý vị, mà là phân phát vé số, chứ đem có mua bán gì hết trơn quý vị, thì sẽ được cái gift là 200 đồng. Rồi, Dũng cảm ơn. Rồi, còn đây là cái đồng hồ mà của anh John và chị Susan. Cái hiệu này quý vị nhé. Trời ơi, hiệu này cái quý vị. Ferragamo quý vị. Chứ không phải là rồi cái hộp mà nó cũng cầu kỳ đó quý vị. Nó bóng loáng rồi đó quý vị. Trời. Đây, Ferragamo. Rồi. Đây chiếc đồng hồ thưa quý vị. Ai mua đấu giá tính nhá. Nhưng mà như vậy là quý vị đặc biệt cái gì nhỉ quý vị, đặc biệt là như vậy. Bởi vì chỉ là member của cái hãng này. Do đó cái đồng hồ này đó thay vì là 1.000 1.600 mấy. Dạ. Đây nhưng mà chỉ được giảm tới 600 đồng thưa quý vị. Đó. Do đó mà cái bước khởi đầu là chỉ có 1.000 thôi trong cái tỷ giá là 1.600. Thì nếu mà ai trả thì bắt đầu từ 1.100, 1.200 đấu giá đi quý vị ơi. Đấu giá đi, không phải ngày hôm nay. Nhưng mà hãy nhắn. Nhưng mà ai có nhắn ai có nhắn qua Tiến Dũng 7149027586 nha. 7149027586. Đây là món quà tình nghĩa mà của chị Susan và ông John gửi đến Nguyễn Tiến Dũng để gây làm cái quỹ pháp lý chiến đấu cho chính cái đấu. Sự công bằng và cho lẽ phải. Cho lẽ phải quý vị. Bây giờ Dũng không dám dùng từ chính nghĩa đâu quý vị. Cái đám ở bên vợ cuồng cuộn nó vẫn dùng từ chính nghĩa. Cái nó làm hư gì chính nghĩa vậy tôi không dám dùng từ chính nghĩa. Nó làm sợ quá. Rất là sợ đó quý vị. Nó làm dị ứng. Dạ, nó làm dị ứng quá. Dạ. Ok, thôi chúng ta sẽ lại gặp lại khán giả sau nhé. Bye bye. See you next time. Ok nhớ.